Honda Super Cup C125 2022 vừa được giới thiệu ở thị trường Việt Nam với sự xuất hiện của phiên bản mới cùng mức giá niêm yết từ 86,99 triệu đồng. Honda Super Cup C125 ABS 2022 có kích thước 1910 x 718 x 1002 mm, khoảng cách giữa hai trục bánh xe 1243 mm, trọng lượng 109 kg, khoảng sáng gầm 136 mm, chiều cao yên 780 mm dung tích bình xăng 3,7 lít. Phía sau được trang bị yên và chỗ để chân. Ở đời cũ, khách hàng phải chi thêm tiền để mua. Super Cup C125 ABS 2022 sử dụng đèn pha cổ tròn với bóng LED. Đèn hậu và xi nhan cũng dùng công nghệ LED. Cụm đồng hồ kết hợp cả dạng LCD và analog. Mẫu xe số này vẫn được trang bị chìa khóa thông minh, Smart Key. Honda Super Cup C125 sử dụng bộ vành hợp kim 5 chấu kép đường kính 17 inch bánh trước dùng thắng đĩa đơn đường kính 220mm, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, còn bánh sau phanh tăng chống kích cỡ 110mm. Honda Super Cup C12 năm 2022, tiếp tục được trang bị động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,65 mã lực tại 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.250 vòng trên phút. Hộp số tròn 4 cấp cùng hệ dẫn động xích. Mức tiêu hao nhiên liệu ở mức 1,5 lít trên 100 km. Ở thị trường Việt Nam, Honda Super Cup C12 năm 2022 có hai phiên bản gồm tiêu chuẩn với 3 màu xanh trắng, nhạt, xanh trắng đậm, đỏ trắng cùng mức giá 86,99 triệu đồng, lên kệ từ ngày 25 tháng 10. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt màu đen nhám chính thức bán ra từ tháng 12 năm 2021 với giá 87,99 triệu đồng. Mẫu xe số huyền thoại này được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước cùng 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí.